Chuyên gia nói về lý do khiến SARS-CoV-2 bám trên bao bì đựng quả thanh long bị Trung Quốc trả lại. Thành phố Hải Dương thu hồi quyết định khen thưởng người nhặt được 200 triệu đồng. Bầu cử Nhật Bản loại bỏ quan chức thân trung sẽ là đòn giáng mạnh vào Bắc Kinh. Luật sư của bà Clinton bị truy tố vì nói dối FBI trong vụ điều tra trong Nga. Ổ dịch Phúc Kiến lan nhanh, Trung Quốc siết kiểm dịch. Kinh tế lao dốc, Trung Quốc xin gia nhập hiệp định thương mại Thái Bình Dương. Quản lý đô thị đánh người già ở Trung Quốc. Nhân viên Facebook cảnh báo tội phạm sử dụng mạng xã hội này để thực hiện hành vi phạm pháp. Quý vị đang theo dõi mục tin tổng hợp tối ngày 17 tháng 9 của Dekan Hà TV. Và sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Liên quan đến việc Trung Quốc tạm dừng nhập thanh long tại cửa khẩu Quảng Ninh do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì và thùng các tông đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam. Ngày 17 tháng 9, chuyên gia y tế đã phân tích thêm nguy cơ virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bề mặt nông sản, thực phẩm và các loại hàng hóa. Ông Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Sự kiện Y tế Cộng đồng, Bộ Y tế cho biết. Virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm từ người bệnh sang người lành thông qua tiếp xúc gần do hít phải giọt bắn có chứa virus của người bệnh. Đồng thời cũng có thể lây nhiễm qua cơ chế tiếp xúc bàn tay với bề mặt của các vật dụng có chứa virus SARS-CoV-2. Với sản phẩm thanh long, vị chuyên gia này cho rằng cũng không loại trừ người vận chuyển mang virus trong quá trình tiếp xúc với sản phẩm đã khiến mầm bệnh bám trên bề mặt. Ngày 16 tháng 9, Bộ Công Thương cho biết cơ quan này vừa nhận được thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực cầu phao tạm Đông Hưng. Việc tạm dừng thông quan mặt hàng thanh long sẽ kéo dài 7 ngày, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì bọc quả thanh long và thùng đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam. Theo thông báo của phía Đông Hưng, sau 23 giờ ngày 21 tháng 9, mặt hàng thanh long sẽ tự động được khôi phục thông quan nhập khẩu qua địa điểm này. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát hiện virus SARS-CoV-2 trên thanh long hoặc mặt hàng khác, cơ quan phòng chống dịch COVID đồng hưng sẽ gia hạn thời gian tạm dừng thông quan nhập khẩu thêm một tuần đối với mặt hàng đó. Nếu phát hiện 3 lần dương tính, mặt hàng đó sẽ bị tạm dừng thông quan 4 tuần. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa thu hồi quyết định khen thưởng anh Trần Đăng Hải. Người nhận được số tiền 200 triệu đồng rồi mang nộp cho cơ quan chức năng để trả lại người đánh rơi. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương Trần Hồ Đăng vừa có quyết định thu hồi quyết định khen thưởng trước đó đối với anh Trần Đăng Hải, 33 tuổi, ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Anh Đăng Hải là người nhận được số tiền 200 triệu đồng rồi mang giao nộp cho một tổ kiểm soát dịch bệnh để trả lại người mất. Trước đó vào 15 giờ ngày 8 tháng 9, anh Nguyễn Huy Phúc, 34 tuổi, ở 124 Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, đánh rơi một túi trên đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Trong túi có 200 triệu và hai chứng minh thư nhân dân. Anh Trần Đăng Hải cùng vợ nhận được số tiền trên đã mang đến chốt kiểm soát dịch bệnh tại đường Ngô Quyền, báo với lực lượng chức năng để liên hệ trả lại cho người đánh rơi. Từ số chứng minh thư nhân dân trong túi tiền, cơ quan chức năng nhanh chóng liên hệ với anh Phúc và trao trả lại 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sự việc có nhiều tình tiết phức tạp, dư luận thông tin đây là vụ giàn dựng để phục vụ cho mục đích cá nhân, nên việc biểu dương của chính quyền đã dừng lại. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Cảnh sát Đài Loan hôm thứ Năm đã bắt giữ 31 lao động nhập cư Việt Nam và một công dân Đài Loan vì tham gia đánh bạc bất hợp pháp bên trong thùng container ở Đài Nam, theo Taiwan News. Bên trong sới bạc, cảnh sát đã bắt được kẻ cầm đầu đường dây, một tài xế Đài Loan, hai lao động người Việt và 28 con bạc người Việt Nam. Dụng cụ đánh bạc là 759.300 đài tệ, tương đương 27.000 USD tiền mặt. Sau khi thẩm vấn các nghi phạm, cảnh sát đã chuyển họ đến văn phòng công tố quận Đài Nam để điều tra về tội đánh bạc và Cục Y tế Công cộng thành phố Đài Nam vì vi phạm quy định phòng chống dịch. Bầu cử Nhật Bản loại bỏ quan chức thần trung sẽ là đòn giáng mạnh vào Bắc Kinh. Cuộc bầu cử lãnh đạo cho Đảng Dân Chủ Tự do Cầm Quyền Nhật Bản diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tới đây đã thu hút sự chú ý của các nhà quan sát, bao gồm cả phía Trung Quốc. Theo nhận định của Nikkei Asia, ứng viên cho chức vụ thủ tướng không phải là vị trí duy nhất được chú ý đến trong cuộc bầu cử này. Mà Bắc Kinh cũng lo ngại về việc Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Toshihiro Nikai, liệu có tiếp tục ở lại trong đảng hay không. Ông Nikai được xem là nhân vật thân Trung Quốc. Nikai cho hay, các quan chức thuộc bộ phận đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc thường nói với các phóng viên rằng, Nikai luôn giữ lời hứa của mình, ông ấy rất đặc biệt đối với Trung Quốc. Thêm nữa, ông Nikai thừa hưởng một mạng lưới kết nối ở Trung Quốc, mạng lưới được tạo ra lần đầu tiên do ông Kakuhei Tanaka khi nhậm chức thủ tướng vào năm 1972, đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Và bất cứ khi nào giữa hai quốc gia này nảy sinh vấn đề, ông Nikai là người giải quyết vấn đề. Trước đại dịch Covid-19, ông Nikai là khách thường xuyên đến Trung Quốc, được tiếp cận với chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Trung Quốc khác. Ông Nikai cũng ngăn chặn các quan điểm cứng rắn trong Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đối với Trung Quốc. Hiện ông đang phải đối mặt với sự phản đối trong chính đảng của mình. Việc loại bỏ ông Nikai sẽ là một đòn giáng mạnh vào Bắc Kinh. Từ năm 2006 đến 2012, Nhật Bản có 6 thủ tướng, mỗi thủ tướng chỉ giữ chức vụ khoảng 1 năm. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã được xây dựng lại với mỗi thủ tướng mới và quan hệ này đã giảm xuống mức thấp chưa từng có khi thủ tướng Yoshihiko Noda của Đảng Dân Chủ Tự Do quốc hữu hóa quần đảo Senkaku vào năm 2012. Hiệp ước quốc phòng AUKUS, Mỹ giúp cho Úc tàu ngầm hạt nhân loại gì Tin gây ngạc nhiên về hiệp ước AUKUS giữa Hoa Kỳ, Anh và Australia đã ngay lập tức làm nóng cuộc tranh luận trưa thứ tư 16 tháng 9 trong Hạ viện Anh. Điều nổi bật là lãnh đạo Đảng đối lập Đảng Lao động, Keir Starmer, lên tiếng hoan nghênh hiệp ước mà chính phủ Boris Johnson, Đảng bảo thủ, vừa ký kết với hai đồng minh xa nhưng thân cận. Như thế, đồng thuận giữa các đảng phái về chính sách an ninh và đối ngoại và quốc phòng tại Anh đã rất rõ ràng câu hỏi về Trung Quốc được các dân biểu Anh đặt ra trực tiếp với Thủ tướng Boris Johnson. Trong bối cảnh an ninh vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, cựu Thủ tướng Theresa May, nay là nghị sĩ quốc hội, đặt thẳng câu hỏi: "Nếu Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan thì Anh quốc sẽ làm gì?" Thủ tướng Johnson trả lời ngắn gọn rằng: "Anh quốc cần làm việc cùng các đồng minh, đối tác để ngăn những phương án như thế xảy ra, thông qua việc đề cao tự do hàng hải, bảo vệ các giá trị dân chủ trên thế giới." AUKUS có ý nghĩa gì? AUKUS là tên ghép lại của Australia, UK, US và được Thủ tướng Úc Scott Morrison ca ngợi là liên minh của các quốc gia thân ái với nhau nhất. Các nhà bình luận từ Anh, Úc, Mỹ cũng liên tục được các kênh truyền hình mời lên tiếng đánh giá về hiệp ước AUKUS lịch sử. Có tiếng nói tại Úc giải thích rằng nước này phải làm như vậy vì trên thực tế thì Trung Quốc đang cấm vận bao vây kinh tế Úc và đang muốn giết chết kinh doanh của chúng tôi. Còn tại Anh, chính phủ ra thông báo giải thích rằng AUKUS là hiệp ước nhằm bảo vệ nhân dân chúng ta và hỗ trợ cho một trật tự hòa bình dựa trên luật lệ. Với AUKUS, chính sách đó đã khép lại một vòng tròn hàng hải bao quanh địa cầu với Hoa Kỳ, Úc và Anh đóng tại các điểm trọng yếu tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, với khả năng vươn vào các vùng biển Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Với Úc, như một tài liệu của Viện Lowy ngày 9 tháng 8 cho hay, Mối đe dọa từ Trung Quốc tuy xa, nhưng nếu xảy ra thì sẽ kinh khủng hơn Nhật Bản trong Thế chiến 2. Đế quốc Nhật từng muốn dùng hải quân đánh chiếm, lập căn cứ ở Bắc Úc. Vậy Úc sẽ nhận tàu gì? Hiện chưa rõ chính phủ Úc sẽ nhận được công nghệ tàu ngầm nguyên tử gì. Nhưng theo truyền thông Anh thì Mỹ hiện đã có tàu đời mới nhất là lớp Virginia được dùng để chống ngầm, thu thập, tin trinh sát và tình báo. Loại tàu này có một động cơ nguyên tử mang theo tên lửa Tomahawk. Thủy thủ đoàn gồm 15 sĩ quan và 117 thủy thủ, chuyên gia kỹ thuật. Anh sẽ đóng vai trò cung cấp động cơ nguyên tử cho tàu ngầm mới của Úc. Tàu sẽ được đóng trong thập niên tới tại một thành phố của Úc. Nhưng việc Úc xóa bỏ hợp đồng với Pháp để đóng 12 tàu ngầm động cơ diesel không chỉ làm Paris bực bội mà còn đặt ra câu hỏi vì sao Úc cần tàu to hơn. Hợp đồng trị giá 90 tỷ đô Úc với Pháp sẽ cho Úc công nghệ đóng tàu ngầm diesel nhỏ, nhẹ và in lặng, cần thiết cho việc phòng thủ gần bờ thậm chí lẩn vào các cửa sông. Nhưng tàu mới có động cơ nguyên tử to hơn, ổn hơn, lại phù hợp với chiến sự ở Đại Tây Dương rộng lớn. Liệu đây có phải là cách Úc muốn chứng tỏ năng lực tấn công hoặc đáp trả ở vùng biển xanh? Theo các báo châu Âu, Úc sẽ phải bồi thường 400 triệu đô cho Pháp vì vụ phá hợp đồng hiện đang làm Tổng thống Emmanuel Macron giận dữ. Có vẻ như Úc nhắm tới cơ chế quốc phòng lâu dài hơn chuyện mất tiền bồi thường hợp đồng. Tàu ngầm có động cơ hạt nhân sẽ có thể vận hành liên tục 35 năm, trên nguyên tắc là ở dưới mặt nước nhiều tháng không cần nổi lên để lấy oxy hoặc tiếp nhiên liệu như tàu diesel. Chưa kể dù Úc cam kết không dùng đầu đạn hạt nhân, các chuyên gia đều nói ống phóng hỏa tiễn trên tàu lớp Virginia có thể sửa đổi để chuyên trở tên lửa có đầu đạn hạt nhân trong tương lai nếu cần. Tại buổi lễ công bố hiệp ước và thỏa thuận tàu ngầm động cơ nguyên tử với Anh và Mỹ tại Canberra, Thủ tướng Morrison cùng vỗ tay với Tổng thống Biden và Thủ tướng Johnson qua kênh video trực tuyến, úc sẽ cần hoa kỳ và anh hỗ trợ vì bản thân chưa đủ khả năng bảo dưỡng cả tàu ngầm hạt nhân và xử lý phế liệu nguyên tử. Suy hiện diện của mỹ và anh tại vùng thái bình dương và ấn độ dương những năm tới như vậy sẽ chỉ có tăng thêm bất kể trung quốc có thích hay không. Luật sư của bà clinton bị truy tố vì nói dối fbi trong vụ điều tra trump nga. Ông michael sultman, luật sư chuyên về an ninh mạng, từng làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 của bà hillary clinton hôm thứ Năm 16 tháng 9 giờ Mỹ, đã bị truy tố hình sự vì nói dối Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Vụ việc này là một phần trong cuộc điều tra của Biện lý đặc biệt John Durham về nguồn gốc của một cuộc điều tra với FBI về mối quan hệ giữa Nga và cựu Tổng thống Donald Trump. Bản truy tố hình sự do Biện lý đặc biệt John Durham công bố hôm 16 tháng 9, cáo buộc ông Sutman đã che giấu sự thật rằng ông đang làm việc cho chiến dịch của ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton vào thời điểm ông thúc đẩy cuộc điều tra nhắm vào mối quan hệ của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump với Nga vào hồi năm 2016. Tổng thống Trump khi đương chức vào năm 2019 đã chỉ định ông Durham là biện lý đặc biệt được toàn quyền tra nguồn gốc cuộc điều tra của FBI về cáo buộc có sự thông đồng giữa chiến dịch ông Trump và Nga trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Durham có thời hạn điều tra là 5 năm và ông công bố truy tố luật sư Sussman vào thời điểm chỉ còn vài tuần nữa, cuộc điều tra của ông trong vai trò biện lý đặc biệt sẽ hết hạn. Ông Michael Schumann là cựu đối tác của công ty luật Perkins Co. Công ty này cũng là đại diện cho chiến dịch của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ và chiến dịch của bà Clinton trong vụ việc liên quan đến cáo buộc tin tặc Nga tấn công vào hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ và chiến dịch của bà Clinton. Theo cáo trạng mà biện lý đặc biệt Durham đưa ra, ông Schumann bị cáo buộc đã đưa ra các tuyên bố không đúng sự thật vào ngày 19 tháng 9, 2016. Trong cuộc gặp ông James Barker, khi đó là tổng cố vấn của FBI, ông Schumann được cho là đã nói với ông Barker rằng ông không đại diện cho chiến dịch của bà Clinton khi ông thúc đẩy cuộc điều tra Trump-Nga. Ông Schumann đã khẳng định ông không làm gì sai, đồng thời bác bỏ sự thực rằng khi thúc đẩy cuộc điều tra Trump, ông đang làm việc cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Theo truyền thông phương Tây, các luật sư của ông Schumann nói rằng thân chủ của mình đã không phạm pháp và việc truy tố ông sẽ là vô căn cứ, chưa có tiền lệ và đi ngược lại với nguyên tắc phi chính trị mà Bộ Tư pháp Mỹ vốn phải tuân thủ. Vụ việc của ông Sussman là lần thứ hai Biện lý đặc biệt Durham chính thức công bố truy tố hình sự một đương sự liên quan đến cuộc điều tra mà ông đang phụ trách từ năm 2019. Năm ngoái, sau khi bị Biện lý đặc biệt Durham truy tố, cựu luật sư FBI Kevin Collins Smith đã nhận tội làm giả tài liệu để che giấu. Tòa án giám sát tình báo ngoại quốc. Sự thật rằng, bằng chứng chủ yếu dùng làm cơ sở điều tra ông Carter Page, cựu cố vấn của ông Trump thực ra là tài liệu của CIA, chứ không phải là một nguồn tin Nga. Ông Clint Smith hiện đang trong thời gian chịu án tù giam. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 17 tháng 9 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 62 ca COVID-19 trong cộng đồng. Riêng tỉnh Phúc Kiến chiếm 61 ca, ca còn lại ở Vân Nam. Ngoài ra, Trung Quốc cũng ghi nhận 22 ca nhập cảnh, cũng chủ yếu ở Vân Nam. Đây là ngày Phúc Kiến ghi nhận số ca trong ngày cao nhất trong đợt bùng phát dịch liên quan đến biến chủng Delta kể từ ngày 10 tháng 7, nâng tổng số ca ở đây lên 270 ca. Trước nguy cơ lây lan của biến thể Delta, chính quyền các địa phương ở tỉnh Phúc Kiến đã triển khai các biện pháp kiểm soát dịch như hạn chế đi lại của người dân, đặc biệt sắp đến lễ hội Trung Thu và Quốc Khánh Trung Quốc. Nhiều tuyến xe buýt, tàu điện ở Phúc Kiến đã tạm ngừng hoạt động. Ngoài ra, các địa phương cũng triển khai xét nghiệm trên diện rộng. Tại cuộc họp báo hôm qua của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, giới chức ở đây nhấn mạnh, Người dân ở khắp các tỉnh thành nên hạn chế tối đa ra ngoài trong dịp nghỉ lễ này nếu không có việc cần thiết. Người dân ở đây được khuyến cáo không tổ chức các tiệc liên hoan ăn uống tập trung trên 10 người ở những nơi công cộng, hủy các chuyến đi đến những vùng có nguy cơ trung bình hoặc cao. Các điểm du lịch cũng được khuyến cáo hạn chế lượng khách tiếp đón, thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng dịch như đo thân nhiệt, khai báo y tế. Bộ Thương mại Trung Quốc vừa mới đệ đơn xin gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tìm cách tăng cường sức ảnh hưởng trong thương mại. Với 11 thành viên, hiệp định CPTPP chiếm 13% thương mại toàn cầu. Tiền thân của CPTPP là hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. TPP, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump rút lui khỏi TPP sau khi chỉ trích hiệp định này sẽ đẩy nhanh tốc độ mất việc làm của các ngành sản xuất Mỹ. Nhật Bản hiện nắm quyền chủ tịch đối với cơ quan ra quyết định CPTPP, trong khi New Zealand phụ trách tiếp nhận yêu cầu gia nhập hiệp định. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, Nhật Bản tin rằng cần phải xác định xem liệu Trung Quốc đã sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn cực kỳ cao hay chưa. Trung Quốc xin gia nhập CPTPP vào thời điểm nước này chuẩn bị cho việc thực thi các hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ACEP, một hiệp định thương mại khác giữa các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy được cho là một thắng lợi cho Bắc Kinh, ACEP chủ yếu liên quan tới việc gỡ bỏ thuế quan và giảm các hàng rào thương mại khác. Trong khi đó, CPTPP có phạm vi rộng lớn hơn như cam kết về tiêu chuẩn lao động và bảo vệ môi trường, quy tắc ngăn ngừa doanh nghiệp và nhà nước bóp méo thị trường và các quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Khi được hỏi về việc Trung Quốc xin gia nhập vào CPTPP, thư ký báo chí tòa bạch ốc Jensaki cho biết, Tổng thống Biden đã tỏ ra rõ ràng rằng ông ấy sẽ không quay trở lại TPP nếu hiệp định này vẫn có nội dung như lúc ban đầu được đưa ra. Mới đây, video ghi lại cảnh một cán bộ quản lý đô thị ở thành phố Nam Thông, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ném một cụ già văng xa khi đang thi hành công vụ được lan truyền khiến dư luận chú ý. Đoạn video cho thấy ngày 15 tháng 9 tại phố Tiểu Hải, khu phát triển Nam Thông, tỉnh Giang Tô, một nhân viên mặc đồng phục quản lý đô thị bước ra khỏi ô tô và bước thẳng về phía một cụ già đang kéo xe. Đầu tiên anh ta chụp lấy cái cân của cụ, cụ già đi theo phía sau, anh ta để đò lại. Trong quá trình giằng co, cụ già ngã quỵ xuống đất. Nhân viên quản lý đô thị phớt lờ cụ và ném cái cân lên chiếc xe ô tô đi cùng. Lúc này cụ quỳ chiếc xe để đòi lại cân của mình. Nhân viên quản lý đô thị không trả, thậm chí còn bẻ gãy cán cân, quăng lên mặt đất và ném quả cân lên xe. Lúc này, cụ già định chọn cách ngồi trên xe để kháng nghị, thì nhân viên quản lý đô thị này đã kéo và ném cụ ra xa. Một người dân có lẽ không chịu được nữa đã bước đến chỉ trích nhân viên quản lý đô thị. Cư dân mạng tiếng Trung theo dõi vụ việc và để lại những bình luận như sau. Nhân viên quản lý đô thị này nên bị tạm giam và xử phạt về tội cố ý gây thương tích. Phải xác định thương tích và truy cứu trách nhiệm hình sự. Trông cụ thật đáng thương, tại sao lại đối xử với cụ như thế? Hành vi này phải nghiêm trị, hành vi này tương đương với tội giết người. Khi các vụ việc liên quan tiếp tục nóng lên, ngày 16 tháng 9, Phòng Phát triển Khu vực của Cục Công an Nam Thông đã khẩn cấp trả lời rằng người vi phạm họ Ngô, Nam, nhân viên quản lý đô thị của thành phố Tiểu Hải, đã phạm tội cố ý hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích cho cơ thể người khác. Tri cục đã quyết định tạm giam hành chính đối với anh ta về hành vi nêu trên trong 15 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ. Vụ việc trên chỉ là một trong nhiều trường hợp nhân viên quản lý đô thị dưới thể chế Đảng Cộng sản Trung Quốc thực thi pháp luật một cách tàn bạo như thế. Theo một báo cáo được Nhật báo Phú Quân tiết lộ vào hôm thứ Năm, các nhân viên tại Facebook đã nhiều lần lê tiếng bày tỏ lo ngại rằng bọn tội phạm đang sử dụng Facebook để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Và mạng xã hội này đã xây dựng một hệ thống cho phép những tài khoản người dùng mạo danh phá vỡ các quy tắc của chính họ. Facebook tuyên bố rằng họ đã gỡ các bài đăng vi phạm quy tắc khi được báo cáo. Tuy nhiên, bài báo của Nhật báo Phú Huân cho thấy mạng xã hội này chưa sửa chữa hệ thống. Điều đó cho phép tội phạm lặp lại các hành vi của chúng. Các hoạt động gây lo ngại bao gồm buôn người ở Trung Đông và các băng đảng buôn chất cấm tuyển dụng và đào tạo sát thủ. Cựu phó chủ tịch Facebook Brian Boland đã nói rằng rất hiếm khi có những nỗ lực đáng kể để đầu tư vào việc sửa chữa những vấn đề đó. Facebook trước đó đã gây chú ý khi dính phải các báo cáo về việc những kẻ buôn người đã sử dụng nền tảng này để cung cấp các dịch vụ dọc theo biên giới Hoa Kỳ, Mexico. Theo sau bài báo của Nhật báo Phú Quân, cựu giám đốc điều hành Google, ông Joe Toscano đã chỉ trích Facebook. Ông cáo buộc nền tảng truyền thông xã hội này đặt lợi ích kinh tế lên trên trước khi quan tâm đến hàng triệu người dùng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.